Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thí điểm phố đi bộ Bùi Viện trước ngày 30 tháng 4. Đây là chỉ đạo mới nhất của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến khi quận 1 đề xuất thí điểm thực hiện mô hình phố đi bộ Bùi Viện vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Theo đề xuất của quận 1, trước mắt quận sẽ cho thí điểm phố đi bộ Bùi Viện vào hai ngày cuối tuần và cho phép các hộ kinh doanh trên vỉa hè lông đường dành cho người đi bộ. Trước mắt quận sẽ cấm xe có động cơ xung đột với tuyến đường đi bộ bằng cách chặn hai đầu đường trên phố đi bộ sẽ thí điểm tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố. Quận 1 đề xuất sẽ triển khai phố đi bộ Bùi Viện vào quý 2 năm 2017. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến trong lần làm việc với quận 1 mới đây đã khẳng định, triển khai vào quý 2 năm 2017 là quá muộn. Ông Tuyến yêu cầu quận 1 cần triển khai sớm phố đi bộ Bùi Viện trước mốc thời gian ngày 30 tháng 4, vì bản thân mô hình thí điểm phố đi bộ không có nhiều hoạt động cần chuẩn bị công phu. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu trước mắt quận 1 nên chọn hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, bắt đầu từ 19 giờ để hoạt động. Đồng thời, chính quyền địa phương cần có bản thông báo, tuyên truyền để người dân phường Phạm ngũ Lão và quận 1 hạn chế tối đa bị ảnh hưởng.